lân lên tinh thần đón nhận hôn nhân. Nghe anh đi không phân dân, một lần ta canh xứng đến bên, gần hơn anh chờ công khai với hai bên. Tại chân em sao gung gung em không dám bước, em đi vô nhà để mà làm dâu. Ta ta từ từ rồi con tay thứ ba má đi, anh đưa em về em đâu có biết gì mà nói ra bao câu thiết tha. Ông bà anh không có khó tìm nhiều mấy đâu đâu đâu, chỉ cần làm đúng 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 đúng. Chẳng ai đâu năm là ai trao quà nè, cứ đi nhà nhà lọc đến tết xa. Vui sao mà vui, mấy này mình có nào. Bao lâu nay bằng lòng, em bằng lòng thì đúng thôi. Em đúng ngay đầu năm, ba má mình mà nghe vui lắm. Tinh 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 tốn cho sao tìm người này, thêm nụ cười hào hứng thật sang. Giang thêm vài câu chúc mừng còn lâu mới buồn. Em phải đưa tay hứa có yêu mình anh thôi. Chuyện của ta bao giờ đã muốn ta nắm đâu. Để mà nhâm nhi quên hết đi chứ mà sân si. Ai mà coi kìa, có ba nhịp nhịp chân mà ba uống một chút mà có bầu thiệt ưng à. Dữ à, gia đình hôm nay ai cũng vui thay, cạn chén đầu xuân cho nó đông đầy. Thêm mà nồng tình ta ba chay, để giấy 10.000 lì xì em ơi. Đầu tiên con xin chúc cho ông bà, điều đương nhiên là phải chúc cho không già. Vô đây là cha mẹ coi em như người trong nhà, mẹ nói nuôi anh như là công quả. Tới Tết muốn vợ cái mới cổng qua, coi vậy năm nay vậy mà vui quá. Được cái trao ta thiệt là may mắn, vì đằng đắng là mình gần nhau thêm. Chân chào gì mà ngập ngừng, nguyện nằm dù cho một tuần trong lần ra gian hồn gian ai vui đón mừng. Cắt ngàn tùm tùm ngập vàng năm mới đó, bao niềm vui trong phơi phơi. Bà con xúm xít bên nhau quấn quýt tay lao, cái bên tất ta chân trong ngày xin tôi. Ta ta từ từ rồi khoanh tay đưa cô bác đi, anh đưa em về em đâu có biết gì mà nói ra bao câu thiết tha. Như nhà mình thôi em thấy có gì khó đâu đâu đâu, chỉ cần làm đúng 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 đúng. Chẳng ai đâu năm là ai trao quà. Thế chưa, cô dì chú bác ông các bà họ bên nhà gái, tôi là Khoa, anh của ông Nguyễn với bà Hinh, cháu Diễn gọi bằng bác. Thì cũng xin kính chúc các cụ ông của bà, cô dì chú bác bên cái gia đình nhà gái lời chào sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin tiếp theo thì đây ông Nguyễn thân sinh cháu Diễn, đây bà Hinh thân sinh cháu Diễn, đây là ông Giỏi là bà Hinh, đây là ông Sơn thì cháu Diễn và ông bác ở bên bà nội của cháu Diễn. Xin giới thiệu thì đây là ông Hùng với bà, đây là ở thông gia của ông Nguyễn và Hình mà quê ở Sơn La, hôm nay cũng về dự cái buổi vui của hai cháu. Ông Hóa thì ở bên nội, cháu Diễn gọi bằng ông. Ông Sáng ở bên nội thì cháu Diễn gọi bằng ông. Thực ra thì đoàn của chúng tôi hôm nay đi cũng đông lắm. Thì xin báo cáo thì xin hội chúng tôi chỉ trân trọng nhất thôi. Thì kính thưa tất cả các cụ ông, cụ bà, cô dì chú bác của buổi đón dâu hôm nay, cho tôi được gửi lời hỏi thăm chúc sức khỏe tất cả các cụ ông, cụ bà tân khách xa gần về đây để dự cái buổi rước dâu của cháu tôi là Hoàng Lung và con của hai cháu là cháu Tá và cháu Khảm. Cho tôi được gửi lời hỏi thăm chúc sức khỏe tất cả hôm nay trong hồi hôn an khang thịnh vượng thành đạt trong mọi công tác năm mới tới. Kính thưa các cụ, hôm nay tôi rất phấn khởi, tôi là ông chú của cháu Tả, cháu Thảm, cháu Tá đây. Đấy, rất phấn khởi là trời chiều ta hôm nay nhá, ta phải nói không có trời đất là không đúng ạ. Trời đất hôm nay chiều ta đưa lại xét mưa để tổ chức cho con cháu chúng ta cũng kim phải làm tổ đấy, tổ ấm cho con người chứ không. Hôm nay tôi rất là chiều, trời đã chiều đấy.
đã thiểu cho hai con cháu ta, hai họ ta mỹ mãn đó. Thế nên bây giờ tôi thì thay mặt bây giờ thì giới thiệu trước thì nói giới thiệu rồi, tôi hôm nay thì các cụ cũng cho phép là tất cả anh em chúng tôi đây, cô dì chú bác ông chú đây là đầy đủ tề thị cũng như bữa ta ăn hỏi rồi, cho nên cũng không có gì đấy hơn nữa. Thì chúc hôm nay là buổi đón dâu cháu thành công mỹ mãn và tốt đẹp trong ngày dày thắng thuốc ta đã định xin thế rồi. Nhớ đã hứa sẽ cưới rồi nha, hết năm nay là không hẹn tới nhất ba bằng năm giờ. Tôi thức giấc lắm ngóng chờ ai, nhưng một mai anh vẫn mang theo điệu hò đưa ra. Mai đến ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu giáo bôi. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha. Chúng tôi xin phép được đón cháu Dung về làm dâu với đồng tộc và gia đình Hồng Bà Nguyễn. Ngày này rất tốt, nói rõ rồi, trong năm sẽ gặp một tháng, trong tháng một ngày, trong ngày một ngày, giờ này là rồi. Quyết định rất mạnh, tương lai của cháu Hồng Bà. Đến giờ chúng tôi rồi, tôi xin thay mặt cháu gái, xin trân trọng kính mời hôm nay. Đến giờ nữa, xin nâng cây đầu cưới dâu để họ gái của tôi được. Em đã đem lòng yêu lấy anh ơi chàng ơi, lỡ mai về xa anh chờ em theo vai. Dùng bao la lúa thơm là em thương bấy nhiêu anh hơn. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha. Cột dây tơ xuyên hai đứa thương tay ra. Anh nói mai này em sẽ con dâu anh hiền cùng đàn cháu thơ.
xóm trên xóm dưới ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng đã nói với anh, tụi mày cưới nhau đi, mọi thứ cứ để tao ra riêng, tao mang theo trầu cao rất còn dâu ngoan về nhà. Thiệp mời đã xong, quyết định làm đám cưới thôi. Họ hàng hai bên chấp nhận thì mình tới luôn. Lòng thì nồng nao đón chờ ngày qua rước dâu. Không vì một mai chúng mình sẽ là của nhau. Một, hai, ba, dâu. Vui bia đi bạn ơi, lớn bia đi bạn ơi. Cười nhấp môi nãy giờ. Ngồi ngờ đây cho tao nhìn thấy. Tao là cho tuổi bay. Chơi hết đêm nay rồi về. Hôm nay ngồi đây hứa chờ cha mẹ xây dựng mái ấm con cháu sum vầy. Lo mừng anh, nghĩ đến tương lai. Hết ngày hôm nay, con xin khép lại. Một, hai, ba, yo. Khui bia đi bạn ơi, lớn bia đi bạn ơi. Cười nhấp môi nãy giờ. Ngồi ngờ đây cho tao nhìn thấy. Tao lo cho tụi bay, chơi hết đêm nay rồi về. Sau đây sẽ xin trân trọng kính mời, đó chính là song thân phụ mẫu về bố người mẹ thân sinh ra tân chú rể Tiến Diễm ra sân khấu để tặng quà cho hai con trong niềm vui hạnh phúc hai con của chính mình. Xin trân trọng kính mời bác trai bác gái ra sân khấu để tặng quà cho hai con ạ. Vâng, cha là đỉnh núi cao vời, chúc cho hai con sẽ đời đời bên nhau. Mẹ là tiếng hát dòng sông, cho con tắm mát giữa lòng dịu êm. Và hôm nay với người mẹ người cha đã ra để tặng quà cho hai con trong niềm vui hạnh phúc hai con của chính mình. Xin chân thành cảm ơn hai bác đã ra tặng quà cho hai con ạ. Vâng. Thưa quý vị anh chị và các bạn thân mến, người ta bảo là chia già thì áp ủ mang non, và công ơn trời bể thì cháu con ghi lòng. Sau đây sẽ xin trân trọng kính mời bà nội của tâm chú rể Tiến Diễm ra sân khấu để tặng quà cho hai cháu đi ạ. Tóc đã bạc mà tuổi đã cao, chân đã yếu, tay đã mềm, nhưng hôm nay lại có quà ra để tặng cho hai cháu. Phải nói là rất là tuyệt vời. Đấy, nhưng mà tay bà vẫn là hơi run run nữa. Vâng, bà cố gắng cẩn thận đừng để đánh rơi ạ. Vâng. Và xin mời Tiến Diễm và Hoàng Dung hãy nhận đây chính là món quà tảo thơm đến từ đại diện của bà nội tân chú rể Tiến Diễm ạ. Bà ơi, chúng con hỏi là bà năm nay nhiêu tuổi rồi ạ? Bà 82 ạ. Vâng, bà đã 82 tuổi rồi. Vâng. Bà hôm nay có quà cho hai cháu thế, bà có phải nhịn ăn sáng không bà? Vâng, có quà nhịn ăn sáng mới có quà tặng cho hai cháu đúng không? Nhịn ăn sáng một chút nhưng mà tặng quà cho hai cháu là rất vui rồi đúng không? Bà chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc đúng không bà? Vâng, xin cảm ơn bà. Thay lời cho người làm chương trình ngày hôm nay, cùng chúc bà là sống thường thường thọ, sống vui, sống khỏe và sống có ích ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn bà. Và sau đây sẽ xin trân trọng kính mời vợ chồng anh trai và vợ chồng của chị gái tân chú rể Tiến Diễm lên sân khấu để tặng quà cho hai em ạ. Đây chính là tấm lòng vợ chồng anh trai và vợ chồng chị gái của tân chú rể Tiến Diễm ạ. Vâng, thưa quý vị anh chị và các bạn thân mến, đây chính là những món quà đến từ vợ chồng của anh trai và vợ chồng chị gái của tân chú rể Tiến Diễm ạ. Anh rể đã có hai thiên thần vậy, nói rất là xinh xắn. Vâng. Vâng, rất là tuyệt vời. Chắc là gái đầu lên 6 mà gái 2 à lên 5 mà gái 2 thì lên 2 thôi. À, thằng thứ hai thì còn biết thẹn rồi. Vâng. Rồi xin cảm ơn hai gia đình ạ. Vâng. Vâng, để tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời vợ chồng bạn Hoàng. Và sau đây cháu sẽ xin trân trọng kính mời, đó chính là tiếp theo là gia đình cô Hoa. Vâng, xin trân trọng kính mời gia đình cô Hoa. Vấn đề tiếp theo xin trân trọng kính mời gia đình anh Hoàng Loan ạ. Vấn đề tiếp theo chương trình gia đình anh Duẩn Sửu ạ.
Xin cảm ơn gia đình anh Dần Sửu ạ. Xin mời gia đình tiếp theo là gia đình bác Giỏi Hương ạ. Vâng, ở đây là không ghi tên nên là... Vâng, xin cảm ơn bác. Nói vui nói vậy thôi, nhưng mà người làm chương trình hôm nay có lẽ cũng phải hỏi tân chú rể với tân cô dâu, đặc biệt là tân chú rể ạ. À, mới được nãy rồi nhưng mà xin hỏi chú rể là nãy đã đủ tiêu Tết chưa? Vâng, thưa quý vị anh chị, mới nãy thôi nhưng mà đã rất nhiều rồi. À, chúng ta lại ngược dòng sông Mã trở về với quê hương xét thôn của xã Đĩnh Hải. Người ta nói là nhà trai hăng hái thì nhà gái cũng không kém một tí nào. Xin trân trọng kính mời, đây chính là không biết là ở đây có ghi rồi nhưng mà bố mẹ của tân cô dâu đã tặng quà trước lúc lên xe hoa hay chưa, nhưng mà đây vẫn ghi bố mẹ thì ở đây có lẽ là bố mẹ vẫn lên tặng quà đúng không ạ? À, xin trân trọng kính mời bác trai bác gái đại diện cho gia đình nhà gái lên sân khấu để tặng quà cho hai con ạ. Quý vị một lần nữa hãy dành một tràng pháo bằng tay thật lớn cho đó chính là bố mẹ và sinh thành ra tân cô dâu Hoàng Dung đi ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn trong buổi lễ hôm nay. Và thưa quý vị anh chị và các bạn, một điều rất là đặc biệt mà ngày hôm nay chúng ta lại được đón chào, đó chính là người bố, người mẹ thân sinh ra tân cô dâu Hoàng Dung cũng đã có mặt dự chương trình đại lễ thành hôn, là góp quà lên tặng cho hai con trong niềm vui hạnh phúc hai con của chính mình. Một lần nữa là xin chân thành cảm ơn bác trai, bác gái, người sinh thành ra tân cô dâu Hoàng Dung ngày hôm nay ạ. Và để tiếp theo xin trân trọng kính mời gia đình chị Hiền và gia đình anh Trang Thanh. Mẹ tặng nhưng mà con lại thích lên lại. Nay mới 2 tuổi rồi đúng không anh? À, xin mời em Hoài Thưởng ạ. Rồi. À, chị Hiền là người trao thay. Hai anh chị làm ăn nó cũng ra cho nên là tặng hai em cũng khá đấy chứ. À, thay lời cho người làm chương trình ngày hôm nay xin chân thành cảm ơn gia đình anh Trang Thanh nhá. Vâng, và để tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời gia đình Thím Toàn cộng với em Tuấn ạ. Ở đây chính là món quà đến từ Thím Toàn và em Tuấn ạ. Xin trân trọng kính mời gia đình chú Khoa và em Nga. À, vì điều kiện có lẽ là một công tác rất là đặc biệt vì thế em Nhung không dự được, thì xin trân trọng kính mời chú Hà là người lên đại diện cho em Nhung. Xin mời chú Hà. Vâng, và để tiếp theo thì sau đây sẽ xin trân trọng kính mời đó chính là bạn Tình, bạn Hưng và bạn Hoài ạ. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Đỏ ước người
Rồi em bấm tiếng khen sau em bài bê hát chẳng nghe khen anh gọi. Chồng chồng đôi núi cao tiếng lòng anh gọi bạn. Sao mà em bài bê hát chẳng nghe tiếng khen ơi. Ban chiều của chợ phiên anh muốn uống thật say để lòng với nỗi buồn tỏ ơi. Hãy về cùng anh xa hoa đi chim hót và tiếng ghen anh thương ơi theo anh về bạn thương ơi theo anh về bạn đón ơi. Xin cảm ơn ạ. Trọn vẹn là 10 phần vẹn 10. Một tràng vỗ tay thật lớn. 3, 2, 1, xin mời.